Khánh Duy xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube cho Lòng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 44 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc, Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện các bạn hãy nhớ để lại một like, một share và hãy comment cảm xúc của mình để Khánh Duy được biết cảm xúc của quý vị ra sao sau mỗi tập truyện. Và đặc biệt các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 44 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước Lại nói lúc bây giờ Diệp phúc học được gần ngàn loại vô pháp Lập tức đình chỉ lại Vì tu luyện những vô pháp này Hắn đã hao phí đi 5 điều linh mạch bậc 1 Gần ngàn loại vô pháp Cũng không tới 1 phần 10 số lượng vô pháp Ở trong thạch cổ đại viện này Tuy nhiên hắn cho rằng không cần thiết Phải tiếp tục hao phí linh mạch để học tập tiếp nữa Đây bởi vì linh mạch của hắn có hạn Cho dù đem tất cả linh mạch Để học tập vô pháp cũng không đủ để học tập toàn bộ được Hơn nữa Cũng bởi vì có nhiều loại vô pháp quá đều là từ các loại dị chủng thượng cổ biến hóa mà thành tỉ như đằng xà hóa thần chân kinh và đằng xoa hóa vũ đại pháp tuy rằng tác dụng khác nhau nhưng hai loại vu pháp này căn bản đều là đằng xà chỉ cần tìm hiểu được thần vận hình thái của đằng xà liền có thể suy diễn ra hai loại vô pháp này đây là một pháp thông trăm pháp thông chỉ cần hắn tiếp tục nghiền ngẫm các vô pháp khác cũng có thể học được hết thảy các vô pháp này hoàng tuyển ma tông lập ra tòa thạch đại cổ viện này quả thực tiện lợi cho không ít đệ tử vũ văn hạo nhìn mà hết hồn năm điều linh mạch cứ như vậy bị diệp phúc dễ dàng mà ném đi năm điều linh mạch này đủ khiến cho một vũ sĩ thuận lợi tu luyện đến tam thay cảnh mang thai kỳ hey, thật không ngờ cứ như vậy bị ném đi mà gần như chỉ bị hắn dùng để tu luyện vũ pháp mà thôi vũ văn hạo thậm chí còn đau hơn so với diệp phúc nữa ma tông có được thập vạn đại sơn trong đó linh mạch nhiều không đếm xuể nhưng những linh mạch này đều là vật có chủ bị mỗi một tòa linh sơn phong chủ chiếm cứ hoặc là bị yêu thú hùng mạnh chiếm lấy làm của riêng phong chủ có quyền chi phối linh mạch có thể cho đệ tử hấp thu linh mạch linh khí để tu luyện kiến tạo động phủ nhưng tuyệt đối không cho phép đệ tử lấy ra tiêu xài dù sao linh mạch cũng là căn cơ của linh sơn thả ở trong núi mà săn sóc ân cần dẫn dắt địa khí sẽ không ngừng cuồn cuộn mà sinh ra linh khí mới không bị đệ tử hấp thu khô kiệt Vũ Văn Hạo cũng là đệ tử của Ma Tông Trong núi cũng có động phủ Linh mạch hắn cũng có được hai điều Đều là linh mạch bậc một mà thôi Đây là hắn khi rời núi Cướp đoạt được của một môn phái nhỏ khác Hai điều linh mạch này Bị hắn nhốt sâu vào trong nền đất dưới động phủ Để săn sóc ân cần Tạm thời để đó Để sau khi tấn công nguyên đan thì sẽ sử dụng Miễn cho lúc đó không đủ linh khí Ngưng kết nguyên đan không thành công Nếu mà hắn bỏ ra hai điều linh mạch này Mà tới thạch đại cổ viện học tập vô pháp hắn tuyệt đối không làm được cũng chỉ có diệp phúc tài đại khí thô mới có thể trong nháy mắt lãng phí năm điều linh mạch không chút chớp mắt như vậy kỳ thực diệp phúc cũng có suy xét của mình linh mạch chỉ là vật ngoài thân đúng là đối với người khác mà nói có lẽ là bảo bối khó lường nhưng đối với hắn mà nói chính mình đã có chu thiên tinh đấu trận đồ không cần hấp thu linh khí chỉ có ngọc lâu của hắn cần thăng tiến mới cần tới nhiều linh khí chuyện thăng cấp ngọc lâu này hắn tạm thời khác lại trước mắt hắn vẫn là vũ sĩ tâm chân cảnh không cần nâng cao phẩm bậc của Ngọc Lâu. Thứ hai là đấu với ứng tông đạo một hồi khiến cho hắn ý thức được rằng mình không đủ thực lực, bức thiết muốn thêm vào tri thức của mình. Cũ không đi, mới không tới, thực lực của ta nâng cao trên diện rộng mới có thể đoạt được linh mạch tốt hơn. Giờ phúc thầm nghĩ trong lòng, hắn vẫy vẫy tay với Vũ Văn Hạo, Vô Văn Hạo vội vàng chạy lại cười nói. Sự thúc có gì chỉ bảo vậy Diệp Phúc cười nói À nơi này ngoại trừ vô pháp Còn có pháp môn tế luyện nào nữa không <laughs> Sư thúc xem như người hỏi đúng người rồi Tiểu chất ở trong thạch đại cổ viện này Lan lộn nhiều năm Đúng là rất quen thuộc với thư viện này Vũ Văn Hạo vừa đi vừa nói Sư thúc đi theo ta Pháp môn tế luyện vô báo Ở bên trong thánh tông ta thuộc loại tâm pháp thượng thừa Hạn chế là rất cao Thạch chống thiên thư này không thu chân nguyên Chỉ lấy linh khí Những lão già ở trong thánh tông chúng ta tâm địa rất đen tối ha Tuy nhiên sư thúc nếu có linh mạch mà nói Thật không có gì trở ngại Diệp Phúc đi theo hắn về phía trước Chỉ thấy cách đó không xa có một tòa đại điện Trong sân đại điện Tọa lạc một cái thạch cổ Mười mặt thật lớn Không hề ít vũ sĩ khoanh chân ngồi xuống trước thạch cổ Xem lại văn tự ghi trên mặt trống Mà cẩn thận nghiền ngẫm Những vũ sĩ này so với những vũ sĩ ở bên ngoài Thì mạnh hơn nhiều Thấp nhất cũng là đan đỉnh kỳ Ảo đan kỳ cao thủ cũng có vài vị Diệp Phúc đi tới một mặt của thạch cổ chỉ thế trên mặt trống ghi lại một pháp môn tên là Tam sư thất chứng luyện bảo đại thuật cực kỳ tinh diệu. Dùng pháp môn này tế luyện vũ bảo, không chỉ vũ bảo không thể bị người khác cướp đi, hơn nữa còn có thể tầm bổ bảo vật. Diệp Phúc thu hoạch được phương pháp tế luyện vu bảo chính là lúc hắn còn ở Diệp phủ. Diệp Phan khi đó đã chuyển cho hắn nguyên thần khí thác thuật. Nó so với Tam sư thất chứng luyện bảo đại thuật này như một vực một trời vậy, căn bản không thể so sánh được tuy nhiên pháp môn này chỉ có nửa thiên trước ở trên mặt trống vị trí mấu chốt đã bị người hủy đi hiển nhiên là do cao thủ luyện chế thạch cổ này gây nên muốn tu luyện pháp môn này chỉ có thể hướng thạch cổ này mà cung cấp đủ linh khí hắn đi tới các mặt khác mà nhìn coi chỉ thấy trên mặt thạch cổ này cũng chỉ có nửa thiên mà thôi ờ, sự sự thuốc có phải thấy rất thắc ám không vũ văn hạo tiến tới bên cạnh hắn nhỏ giọng mà nói giật phúc gật đầu lên tiếng ừ, quả thật rất thắc ám chờ khi ta tu luyện tất cảnh giới cao thâm cũng muốn sách mấy trăm mặt thạch cổ mà thả vào đây để vỡ vét của cả một phen vũ văn hạo ngẩn ngơ sau một lúc lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại vũ văn hạo người cũng xứng tới nơi này hay sao mau đi ra ngoài một vũ sĩ ảo đan kỳ đứng dậy cửa lạnh mà nói với vũ văn hạo vũ văn hạo nước mắt nhìn người kia một cái rồi cửa lạnh nói thành thành sư huynh nơi này là thạch đại cổ viện không phải là linh hóa phong Lão tử muốn tới nơi nào thì tới thôi Tên vũ sĩ vừa đen vừa gầy kia nghe vậy Cười ha hả châm chọc mà nói hm, Nơi này cũng là nơi ngươi có thể tới được sao Những thạch chống thiên thư này Ngươi có thể kích hoạt hay sao Tiểu tử Ngươi ở lại đây chỉ tự chúc lấy nhục mà thôi Ồ oh, ngươi quả được sao Vũ Văn Hạo không thèm để ý tới hắn Tiếp tục cười nói với Diệp Phúc À Sư Thúc à Nơi này ngươi có thể xem được pháp môn gì vậy Diệp Húc nhìn về phía tòa đại điện, nghi hoặc mà nói: Hiền chất, trong đại điện này có cái gì vậy? Vũ Văn Hạo lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ, nhỏ giọng mà nói: À, trong đại điện này cũng là pháp môn tế luyện vũ báo. Tuy nhiên, pháp môn trong đó so với bên ngoài tốt hơn không biết bao nhiêu lần, cũng đắt hơn nhiều lắm. Một môn tâm pháp ước chừng phải mất một điều linh mạch kia. Đừng nói là ta, cho dù là trưởng lão thánh tông cũng chưa chắc bỏ ra được đâu. Diệp Húc gật đầu nói: Một điều linh mạch cũng không tính là quý quá. Vũ Văn Hạo buồn bực không ngừng thầm nói Cũng chỉ có ngài Tiểu sư thúc này mới nói ra không quý thôi Bối phận cao Cùng bối phận thấp đáy ngộ quả thực là khác nhau mà Thang Thành nghe thấy được hai người nói chuyện Ánh mắt không khỏi sáng người Hắn ngây ngốc ở trong này Cũng không thể mở ra được thạch cổ thiên thư Hắn cười ha hà nói hm, Tiểu tử Người có linh mạch tặng cho ta một điều đi Diệp Phúc liếc mắt nhìn hắn một cái không thèm để ý nhấc chân hướng tới tòa đại điện kia mà đi vũ văn Hạ vội vàng đuổi theo hai người đi vào trong đại điện chỉ thấy trong điện thạch cổ chỉ có ở bốn phía ghi lại những thuật tế luyện khác nhau diệp phúc cẩn thận đánh giá chỉ thấy trong những thạch cổ này pháp môn tế luyện quả nhiên là cực kỳ cao minh chỉ sợ rất khó tìm được loại pháp môn tế luyện thuật nào cao minh hơn nữa sao thiên long luyện bảo thuật ư ừ. diệp phúc đứng ở trên một mặt thạch cổ đọc qua chữ viết trên mặt thạch cổ một lần trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ. Thiên Long luyện bảo thuật này không ngờ là luyện bảo thuật của Long tộc cực kỳ tinh diệu và cao thâm. Hắn tiếp tục xem qua, chỉ thấy trên một mặt thạch cổ khác là tế luyện thuật chính tông của Hoàng Tuyển Ma Tông tên là U Minh Thuật Đạo Luyện Bảo Quyết. Đây là pháp môn tế luyện tương đối bá đạo, chẳng những có được tác dụng ôn dưỡng vu bảo, thậm chí có thể xâm nhập vào vu bảo của kẻ thù cướp đi vu bảo này. Môn tâm pháp này có tất cả 10 trọng, tu luyện tới 10 trọng mà nói, thậm chí ngay cả vu sĩ tu vi hơi thấp hơn mình một bậc cũng có thể trở thành vu bảo tế luyện, tương đối là tà môn. Ô mình thập đáo, hẳn là tâm pháp tu luyện của ứng tông đạo sư huynh rồi. Diệp Phúc trong lòng hiểu rõ, hướng tới mặt thạch cổ khác mà nhìn lại, chỉ thấy trên mặt thạch cổ này có ghi lại một loại tâm pháp kỳ quái tên là Tâm Hữu Tiên Thiên Kết, không khỏi đánh giá thêm vài lần. Vũ Văn Hạo cười nói: À, đây là pháp môn do Thái Thượng trưởng lão Đại Thanh Phong Yến tự nhiên yến sư tổ sáng chế ra. Lão nhân gia là một nữ nhân, ờ, bởi vậy cái tên cũng kỳ quái như vậy đấy. Thậm chí ngay cả thạch cổ điêu khắc cũng khác với những cái khác kìa. Diệp Phúc khẽ mỉm cười, nhìn về phía mặt thạch cổ cuối cùng, chỉ thấy trên mặt của nó ghi lại pháp môn tên là Chư Thiên Thập Đạo, là pháp môn đối lập với U Minh Thập Đạo. Diệp Phúc trong lòng không khỏi có chút tò mò. U Minh Thập Đạo hiệu quả rõ ràng, thậm chí có thể tiến luyện đối thủ thành vũ bảo, trực tiếp gạt bỏ thần trí đối phương chư thiên tập đạo lại có tác dụng gì đây hắn cẩn thận quan sát trong lòng tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ chư thiên tập đạo pháp môn này không ngờ là đem mình trở thành vũ bảo mà tế luyện thậm chí dùng nhất nhiều tài liệu trực tiếp dung nhập vào bản thân không biết là do nhân vật thiên tài nào ở trong ma tông sáng chế ra vậy chư thiên thập đạo cái pháp môn này đích xác cực kỳ tinh diệu cũng không kém hơn u minh thập đạo có vẻ phần tương tự với kiểu chuyển nguyên công tuy nhiên so sánh lại kiểu chuyển nguyên công càng thêm an toàn hơn mà chư thiên thập đạo tu luyện tới hoàn cảnh tuyệt đỉnh gặp được vũ sĩ u minh thập đạo mà nói chỉ sợ không có bao nhiêu sức phản kháng thậm chí sẽ bị người ta biến thành vũ bảo của mình kia diệp phúc cảm thấy người sáng tạo ra chư thiên thập đạo này không có ý tốt nào cả người này đem tâm pháp thả ở đây nếu có người tu luyện tự thân biến thành vũ bảo chỉ sợ sớm muộn gì cũng biến thành vũ bảo bị người tu luyện u minh thập đạo thu đi à có một mặt trống lớn Diệp Húc nhìn xung quanh chỉ thấy trong một góc đại điện có một mặt thạch cổ lớn, mặt trên phủ đầy cho bụi, hiển nhiên đã lâu không có người động vào. Hắn đi thẳng tới trước, huy tay áo phất đi bụi bậm trên mặt trống, chỉ thấy trên mặt thạch cổ ghi lại một phương pháp tế luyện cực kỳ kỳ lạ, tên là Công Đức Kim Luân Luyện Bảo Diệu Quyết tàn Thiên. Mặt trống lớn như vậy sao lại thả ở đây đây? Chẳng lẽ vũ sĩ thiết lập ra thạch cổ này đã chết rồi hay sao? Diệp Phúc cẩn thận xem xét chỉ thấy trên mặt thạch cổ này ghi lại pháp môn còn tinh diệu hơn cả ô minh thập đạo hay chư thiên thập đạo nó lấy công đức tiến vào thân thể tiến hóa kim luân sau khi tế luyện vũ bảo vạn pháp bất xâm chính là tâm pháp này diệp phúc lấy ra một điều linh mạch quét tới thạch cổ lập tức trong thạch cổ truyền ra tiếng nổ ầm ầm vô số ký hiệu màu vàng từ trong thạch cổ chui ra chen trúc chui vào trong đầu của hắn một tiếng thông kinh thật lớn vang lên giống như hồng trung vang lên tuyên truyền giác ngộ vậy Công đức kim luân, công đức kim luân Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy Diệp Húc nhắm mắt ngưng thần Cẩn thận làm theo tế luyện thuật Trong lòng bừng tỉnh đại ngộ Thuật tế luyện này dựa vào công đức thêm vào người Mới có thể gọi là vạn pháp không xâm Cái gọi là công đức chia làm hai loại Một là thiện công, hai là làm ác Cả hai đều có công đức gia thân Chỉ có điều người thường không phát sắc ra mà thôi Lấy thiện công ngưng tụ ra công đức kim luân Kim luân trói mắt, sạc sỡ sáng lóa lấy việc khác mà ngưng tụ ra công đức kim luân tối đen như mực vừa nhìn đã biết là một ma đầu diệp phúc vận chuyển công đức kim luân chuyện bảo quyết tuy nhiên trong một thời gian ngắn liền tự thân làm theo công đức tâm niệm hơi động lập tức xuất hiện một đầu kim luân lớn nhỏ hai thước cả vật thể đen thùi giống như đúc bằng kim loại đen vậy hơi hơi lay động à, à, xem ra ta giết nhiều người quá rồi nhưng tội ác tày trời thật không ngờ tích lũy được nhiều hậu quả xấu nhiều như vậy Hề hey, xem ra ta đành phải như vậy mà thôi Diệp Phúc chán làn lắc đầu thầm nghĩ trong lòng Công đức Kim Luân luyện bảo diệu quyết chia làm 8 tầng gồm có Nhân bảo Kim Luân, địa bảo Kim Luân, thiên bảo Kim Luân, nghiệp hỏa Kim Luân, đại bảo Kim Luân, đại đức Kim Luân, đạo đức Kim Luân và công đức Kim Luân Mỗi khi tu thành một cảnh giới sau đầu hiện ra thêm một đạo Kim Luân Tuy nhiên thiên thư bên trong thạch cổ chỉ bao hàm 4 tầng tâm pháp phía trước Cũng tức là môn luyện bảo diệu quyết này chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 4 liền không thể tiếp tục được nữa nhưng là dù chỉ có 4 tầng tâm pháp đầu nhưng cũng đủ để tế luyện vu bảo vững như núi thái sẽ không bị người ta dễ dàng đoạt đi thậm chí có cả tác dụng khắc chế vu bảo của người khác nếu là có thể đạt được mấy tầng tâm pháp phía sau tu luyện tới đạo đức kim luân đó thật chính là vạn pháp bất xâm tuy nhiên công đức kim luân diệu bảo quyết 4 tầng tâm pháp phía trước khẳng định kém hơn u minh thập đạo và chư thiên thập đạo hai môn tâm pháp này nhưng mà thiên long luyện bảo quyết và nương khí luyện bảo quyết của yến tư nhiên thái thượng trưởng lão thì so sánh lại kém hơn một chút thế nhưng u minh thập đạo hay chư thiên thập đạo đều là pháp môn của 10 tầng cảnh giới khi tu luyện khó khăn rất lớn không biết khi nào mới có thể tu luyện được tới cảnh giới tuyệt đỉnh mà công đức kim luân thì đơn giản hơn rất nhiều công đức kim luân muốn tu luyện tới cấp bậc đỉnh phong cần phải tìm được tâm pháp kế tiếp nếu không so ra vẫn kém u minh thập đạo Diệp Phúc thầm nghĩ ta đã tu vô pháp tâm pháp tế luyện đã chọn hiện giờ vẫn là chọn thiên ma nguyên hóa chân kinh thôi chỉ có tu luyện tâm pháp này mới có thể tế luyện được yêu thú mới có thể tu luyện vô pháp tới mức tuyệt đỉnh được pháp môn tế luyện yêu thú bên trong thiên ma nguyên hóa chân kinh cũng thuộc chủng loại tâm pháp tế luyện nhưng mà so sánh với những pháp môn trong đại điện này thì kém hơn không ít tuy nhiên loại pháp môn này cũng là tâm pháp bắt buộc của vũ sĩ nó giúp cho uy lực của vô pháp thôi phát tới mức tận cùng Diệp Phúc đi ra khỏi đại điện, Vũ Văn Hạo vội vàng đuổi theo, giống như một người hầu bên cạnh vậy. Diệp Phúc ở trong sân trước đại viện, tìm được thiên tế luyện yêu thú của Thiên Ma Nguyên Hóa Chân Kinh. Tùy ý hấp thụ thạch cổ, sau một lúc lâu, vô số kinh văn dũng mãnh truyền vào trong đầu của hắn, pháp môn tế luyện yêu thú cũng hiểu rõ ràng hơn. Lúc này, hắn mới thu hồi lại linh mạch, trực tiếp ném vào trong ngọc lâu, tùy ý để cho ngọc lâu hấp thu. Những linh mạch này chỉ cần tiêu hao không tới 1 phần 10 cũng đủ cho ngọc lâu của hắn nâng cao vài phần bậc nhỏ. Diệp Phúc e sợ người khác nhìn ra ngọc lâu của mình khác thường, cho nên cũng thu cả ngọc lâu vào trong đan điền. Vũ Văn Hạo sớm biết hắn nhiều tiền thế lớn, linh mạch nhiều giống như tóc trên đầu vậy, nhổ đi một sợi thì còn một sợi khác, nhưng mà người ngoài lại không thể biết được. Những vũ sĩ trong sân sắc mặt đều biến đổi liên tục, không ngừng mà nhìn ngó. Những vũ sĩ như bọn họ tu vi cực cao, đa số là đệ tử Ma Tông mở ra hai lần trước đã thu vào bọn họ ở trong ma tông thời gian ngắn ngủi cũng không có của cải hùng hậu đều là đi theo sư phụ mà tu hành những người này ngày thường tích góp của cải từng lê từng tí một nên cũng có không ít nhưng khi đột phá tới đan đỉnh kỳ liền tiêu đi một số lớn tế luyện đan đỉnh đột phá tới ảo đan kỳ lại phải tiêu số lượng tài sản lớn nữa bao gồm cả linh khí nếu phải luyện thành nguyên đan thậm chí ngay cả linh mạch bậc một cũng phải tiêu phí ít nhất hai điều bình thường đều rất tiết kiệm căn bản liên tích sử dụng linh mạch mà mình cực khổ tìm thấy e sợ cho linh khí của mình không đủ không thể đột phá được người nghèo thì càng nghèo người giàu lại càng giàu đây là một hiện tượng của hoàng tuyền ma tông diệp phúc mới đến còn không có cảm xúc gì nhưng những người này đã sớm tràn đầy nhận thức một đám đắng cay không nói thành lời tất cả chỉ có thể dựa vào sư phụ mình mà thôi khá lắm tiểu tử giàu có không biết là bại gia tử của phong nào nữa đây một vu sĩ trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ cùng ghen ghét nhỏ giọng mà nói thang thành đi tới trước mặt của diệp phúc cười ha hà nói ah, tiểu tử ngươi đi theo tiểu tử vũ văn hảo không có tiền đồ ngu xuẩn này thì có tiền đồ gì đây trong hoàng tuyển thánh tông này chỉ có ta mới có thể bao che được cho ngươi thôi đem linh mạch lấy ra đây hiếu kính ta một điều nào vũ văn hảo trợn trắng mắt thầm nghĩ đi theo ta là lộn cái mông à còn mẹ nó chứ thang thành này ngu xuẩn Chẳng lẽ không nhìn thấy lão tử đang đi sau mông người ta hay sao? Sao? Thế nào? Tiểu tử, suy nghĩ kỹ chưa vậy? Thăng Thành thấy Diệp Phúc đứng bất động, không khỏi giận tái mặt. Diệp Phúc lông mi cong lên, nói. Lăn! Sao? Người nói cái gì? Có giỏ thì lặp lại lần nữa xem nào. Thăng Thành giận dữ cười, điểm như nói. Ta bảo lăn! Thăng Thành sắc mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. Quy củ của Hoàng Tuyến Ma Tông đồng môn đệ tử không được tranh đấu trong phạm vi lĩnh vực của thánh tông nếu không sẽ bị trục xuất khỏi sư môn đánh xuống thành phẩm nhân hay giải quyết đơn oán giữa các đệ tử đều phải ra ngoài giải quyết hắn không dám đồng thủ bên trong thạch đại cổ viện hắn cười lạnh nói tiểu tử người là đệ tử của tòa linh sơn nào vậy dám nói vô lễ với sư huynh như vậy xem ra sư huynh phải thay mặt sư phụ người giáo huấn ngươi một trận rồi cho người biết cái gì mới là quyền huynh như phú diệp phúc ánh mắt lộ ra dị sắc khẽ cười nói Ta là phong chủ quan tinh phong Sư phụ là thái thượng trưởng lão vệ đạt Người cũng muốn giao huấn ta sao Thăng thành ngẩn ngơ Sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt Phong chủ chính là cao thủ cấp bậc trưởng lão Đừng nói là hắn Cho dù là sư phụ của hắn cũng không có tư cách Diệp phúc cười lạnh nói Người cho rằng Ngươi là thái thượng trưởng lão của thánh tông ta sao Không ngờ cũng dám gióng giạc Ta cùng với tông chủ thánh tông cùng một bối phấn Hay là ngươi còn muốn giao huấn cả tông chủ phải không cho dù là sư phụ ngươi Khi nhìn thấy ta cũng phải khách khí hô một tiếng sư đệ Ngươi có bối phận gì đây ng ng ngươi, ngươi chính là Diệp Thiếu Bảo Phải không Được tiết sư thúc đưa tới quan tinh phong L Diệp Thiếu Bảo sao Thăng thành nghĩ tới lai lịch của Diệp Phúc Sắc mặt khôi phục lại nguyên trạng Trong lòng sợ hãi chậm rãi tiêu tán Hắn hư lạnh nói Ta còn tưởng rằng đúng thật là vị sư thúc nào Hử, Hóa ra lại là ngươi Tiểu tớ ngươi đừng có mà kiêu ngạo thái thượng trưởng lão vệ đạt đã mất rồi hắn đã chết ta xem còn ai có thể bảo vệ được ngươi đây ta là phong chủ một phong địa vị gần tông chủ có ân sư của ta còn cần ai cho chở cho ta nữa đây giờ phúc đưa tay tát hắn một cái hung hăng đánh vào mặt mà nói lăn ngươi ngươi thăng thành có mặt nghiến răng nghiến lợi đi nhanh ra phía ngoài cười ha ha điểm nhiên mà nói được diệp thiếu báo ngươi không nên đi ra khỏi thập vạn đại sơn nếu không ngày ngươi bước đi ra đó là ngày chết của ngươi kìa diệp phúc chắp hai tay sau lưng thản nhiên mà nói sư đệ ta bảo ngươi lăn không phải cho ngươi đi quỳ xuống lăn ra ngoài thăng thành sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ khuất nhục không lên tiếng trước mặt bao người quỳ xuống chậm rãi đi qua sân đại điện tới ngoài cửa mới chậm rãi đứng dậy những vô sĩ khác lâm vào trầm mặc không ai dám can đảm lên tiếng e sợ gặp phải rủi ro Diệp Phúc khẽ cười nói Thang sư điệt Kỳ thực ngươi không cần quỳ Trực tiếp đi ra ngoài Ta có năng lực gì mà ép buộc được ngươi chứ Ngươi có điều không biết rồi Ân sư vệ đạt của ta đã tạ thế rồi Hiện tại không ai che chở cho ta hey, Sư túc ta trong lòng cũng có chút bất an không yên đấy Thang thành mặt như tờ giấy vàng Thân thể hơi lung lay Ói ra một ngụm máu tươi Mặt không chút thay đổi mà nói Ta, ta thăng thành này thế Nhục nhã vô cùng mà ta phải chịu ngày hôm nay Kiếp này phải giết ngươi Có trời cao chứng giám Những lượt tổ liệt tông của Thánh Tông làm chứng Hắn không còn mặt mũi nào Để tiếp tục ở lại thạch đại cổ viện nữa Thằng người bay lên hướng về phía Linh Hóa Phong Khóc nhẹ đi thôi Khóc nhẹ đi thôi Khóc đi tìm sư phụ đi Báo cáo với chúng ta Ngươi đi cáo chúng ta đi Còn mẹ nó chứ Vũ Văn Hạo ở sau lưng hắn Hai tay chống lạnh Ác liệt cười to mà nói Thang thành Lại ói ra máu Thân hình lào đảo một cái suýt nữa từ trên không mà ngã xuống Quay đầu lại cả giận nói Vũ Văn Tiểu Nhi Tới lúc đó ngay cả ngươi ta cũng sẽ làm thịt Vũ Văn Hạo mặt mang vẻ âu sầu Không người hứng dịp Phúc nói à sự thúc tiểu tử này từ đại điện đi ra ngoài Lại bị ta khích tứng như vậy Cũng không có tàu hòa nhập ma mà chết Tâm địa kiên nhẫn đáng sợ là một nhân vật Tù vi của hắn so với ta cao hơn một đại cảnh giới chúng ta đắc tội hắn chỉ sợ khi rời khỏi sân môn đi lịch lãm sẽ lọt vào đuổi giết của hắn ta thôi Giờ Phúc đi ra bên ngoài cười nói vô phương thôi người như thế quỳ một lần thì có thể quỳ lần thứ hai sợ cái gì chứ lần sau gặp được ta hắn còn phải nằm úp sấp trên mặt đất kìa ở trước mặt ta hắn vĩnh viễn chỉ có thể quỳ xuống đừng mong mà đứng lên được vũ văn hạo cũng là người coi trời bằng vung trong lòng đối với hắn không khỏi không phục thầm nghĩ cái vị sư thúc này tính tình đúng là cũng được ha à. ra tay hào phóng đi theo hắn lăn lộn hắn sẽ không bạc đãi ta đâu diệp phúc rời khỏi thạch đại cổ viện trở lại quan tinh phong nhìn tắm tòa vô hồn giới mà khẽ lắc đầu hắn đi thẳng vào bên trong đại điện ngồi trên bồ đoàn khoanh chân suy nghĩ đem đủ loại vu pháp sửa sang lại một lần ở trong thạch đại cổ viện hắn đức chừng học được ngàn loại vu pháp bên trong đầu các loại dị thú nùn các loại chiêu thức lẫn lộn đến không chịu nổi hắn phải chỉnh lý lại một phen mới có thể làm như lời của ứng tông đạo đã nói pháp tùy tâm mà ra hắn nhắm mắt khô tọa ước chừng hơn nửa tháng vẫn không hề động tĩnh nô bộc quan tinh phong cũng đã quen ngày hôm đấy bên trong đại điện đột nhiên chuyển tới những tiếng gầm rú nặng nề vô cùng các tiếng kêu của dị thú chuyển tới có phượng hót hạc lệ ưng khiếu long ngâm vượn đề yến anh hổ giống rắn hí đủ loại tiếng vang đều từ trong đại điện mà truyền ra mấy trăm nô bộc trong lòng cả kinh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy năm đầu bạo viên từ trong tinh chủ đại điện nhảy ra trong đó một đầu kim ma bạo viên tay trả một cái trên không trung liền có năm đầu thủy long lăng không bay múa còn có một đầu lục ma bạo viên trong tay nhiều hơn một cây cọc gỗ cổ thật lớn mặt trên còn lá xanh trông rất giống đậu lại có một đầu hạ sắc bạo viên cười lên quái dị hai tay vỗ vào nhau lòng bàn tay phát ra những tảng đá lớn như mưa rơi xuống còn có một đầu bạo viên quanh thân trần ngập chân hỏa hừng ngực thiêu đốt tụ hỏa thành côn đầu bạo viên cuối cùng quanh thân rực rỡ kim khí giống như kim sắc vạn kiếm cùng chém năm đầu bạo viên này nhảy như bay kêu lên liên tục từ trên đỉnh núi quan tinh nhảy xuống không ngừng qua lại bên trong núi vui vẻ cực kỳ mấy trăm danh nô bộc nhấp nháy mắt đột nhiên chỉ thấy một đầu hỏa phượng từ trong điện bay ra nó cao giọng kêu to cánh triển khai mấy chục mét quay chung quanh tinh chủ đại điện mà bay múa lại một kim mãng từ trong điện truyền ra, lười biếng nâng đầu chậm rãi đi xuống núi. chỉ trong tích tắc, từ con thượng cổ dị thú từ trong điện lao ra, lập tức tràn ngập khu rừng bên ngoài quan tinh phong. đủ loại dị thú, loài phi cầm lấy phượng hoàng làm chủ ở trên đỉnh đại điện tinh chủ xoay quanh qua lại. còn có đằng xà, ưng xà cũng tới góp vui. những thú đi lại dưới đồng, lòng đất lấy kỳ lân làm cầm đầu gào thét khắp núi rừng. lại có các loại giao long, thiên long chiếm cứ trên bên trên không trung ánh mắt không chút biểu tình lạnh lùng nhìn những dị thú này cao cao tại thượng những dị thú này ước chừng có cả ngàn loại chủng loại phức tạp nhiều không đếm xuể làm cho người ta có cảm giác như mình đang đi tới thời đại viễn cổ hoang dã kích động vô cùng đoang 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 từng khẩu đại đỉnh từ trong điện bay lên vững vàng đứng ở trên không trung lập tức làm cho thiên địa nguyên khí bị chấn trụ chấn áp hết thảy đây là trung châu hạ gia vô thượng tuyệt đỉnh vô pháp kiều đỉnh vô hoàng quyết từng trích tượng từ cổ dị chủng giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa vậy tất cả đều lo tới trong chín đại đỉnh này một đám tiến vào bên trong chín đại đỉnh này mỗi cái đều cắn nuốt những tượng cổ dị thú trên phách đỉnh lập tức hiện lên những phủ điêu dị thú trông rất sống động chỉ trong một nén nhang trên phách chín đại đỉnh này đã chảy rộng phủ điêu tượng cổ dị thú rậm rạp tản mát ra khí thế còn kinh người hơn cả hồi nãy nữa đây là dập phúc tính toán đem vô số loại vu pháp hòa hợp lại làm một lô chỉnh kết hợp nhất lấy kiều đỉnh vu hoàng quyết làm thay ngàn loại dị chủng làm phù văn khai sáng ra tuyệt học của riêng mình nếu môn vu pháp này có thể thuận lợi hoàn thành thành tiệu của hắn tất nhiên không thể tính toán kiều đỉnh hợp nhất chấn áp vạn pháp diệp phúc từ trong đại điện phóng lên trên cao trong mắt lóe ra tinh quang kim vân tràn ngập trên đỉnh đầu hai tay đánh ra một đạo ấn pháp hướng về phía chính đỉnh trên không trung mà đánh tới. Chỉ thấy Chính đỉnh dưới áp lực của trăm ngàn ấn pháp chậm rãi khép lại cùng một chỗ, một đỉnh cắn nuốt một đỉnh, cuối cùng hóa thành một đỉnh lớn. Đại đỉnh này vừa mới hình thành, lập tức bộc phát ra một cỗ uy lực cường đại vô cùng. Nó tản mắt ra dao động khủng bố, làm cho không gian phía bên trên tinh đỉnh run rẩy từng đợt. Thậm chí ngay cả các loại sắt khí trên không trung cũng đều bị quét mở, lộ ra cái đồng lớn dài tới vài dặm. Khí thế có thể nói là long trời lở đất, Loại uy thế này rõ ràng có tư thế siêu việt hơn cả vô bảo cấp chân giáo. Tuy rằng uy lực không bằng vô bảo cấp chân giáo, nhưng hình thức ban đầu cũng đã có. Uy lực của vô pháp so ra kém uy lực của vô bảo, đây chính là kiến thức phổ thông. Mà giờ phút khai sáng ra vô pháp này, không ngờ có tư thế siêu việt hơn vô bảo cấp chân giáo, quả thực là ngoài kiến thức phổ thông của mọi người. Đây là hắn đem ngàn loại vô pháp, ngàn loại dị thú cưỡng ép dung nhập vào trong một chỗ, khai sáng ra tuyệt học của mình. Môn vô pháp này gần như có được tinh túy của tất cả các loại vô pháp nếu như kiểu đỉnh hợp nhất thế tất là vô thượng vô pháp dầm một tiếng đại đỉnh này đột nhiên nổ tung hóa thành chín đỉnh lớn lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn kịch liệt bùng nổ rách ra tung tóe uy lực liền giảm đi diệp phúc không khỏi nhíu mày đem ngọn lại vô pháp dung hợp vào một chỗ xem ra khó khăn hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều không ngờ không thể kiểu đỉnh hợp nhất được kiểu đỉnh vô hoàng quyết của ta là lấy được từ trong tay của hạ dương sóc chỉ có đồ án chín đỉnh, vạn loại ký hiếu và phương pháp tu luyện cũng không phải là kiều đỉnh chân chính. muốn dung hợp được ngàn loại dị thú, ngàn loại vua pháp chỉnh thể hợp nhất, chín đỉnh này nhất định phải củng cố được để có thể có lực chấn áp vạn pháp. bởi vậy chỉ khi nào chính thức lấy được kiều đỉnh mới có thể hoàn thiện được vua pháp này mà thôi. diệp phúc trong lòng có chút đáng tiếc kiều đỉnh vu hoàng quyết của hắn tiến hóa ra kiều đỉnh không đủ chắc chắn, bởi vậy mới bị ngàn loại vua pháp làm cho nổi tung, không thể hoàn thiện được vô pháp này Cho dù là như thế chín đại đỉnh này của hắn Mỗi một đại đỉnh cũng dung hợp tới hơn trăm loại vô pháp Gần ngàn loại chiêu thức Uy lực của nó vượt xa bất luận vô pháp bình thường nào cả Nếu như so sánh với tuyệt đỉnh cấp vô pháp Mà triệu du tu luyện là đô thiên võ đạo Thập nhị đồng nhân Thì cũng không kém chút nào Có thể nói là tuyệt đỉnh cấp vô pháp Triệu du tu luyện đô thiên võ đạo Thập nhị đồng nhân là quan tưởng 12 đồng nhân chấn áp vận mệnh quốc gia đại tần. Do đó, hình thành lên tuyệt đỉnh cấp vô pháp, uy lực không thể khinh thường. Tuy nhiên vô pháp này, Triệu Du cũng không có được đầy đủ pháp môn. Hắn cũng không phải là con cháu hoàng thất trung tâm, chỉ là thế tử của Tam Vương Phủ, không có khả năng tiếp xúc với đầy đủ đôi thiên võ đạo. Thậm chí chưa chắc được tận mắt chứng kiến 12 đồng nhân, bởi vậy lúc trước Diệp phúc mới có thể dùng đại chu thiên tinh đấu trận đồ mà chấn áp được hắn, mà không phải do uy lực của đô thiên võ đạo không mạnh mẽ. Diệp Phúc khai sáng ra môn vô pháp này có thể nói là đã đặt song song với đội thiên võ đạo thập nhị đồng nhân rồi đã có thành tựu rất giỏi vu pháp này của ta thoát thai từ kiều đỉnh vu hoàng quyết lại có sự khác biệt thật lớn với kiều đỉnh vu hoàng quyết kiều đỉnh vu hoàng quyết là chấn áp vạn pháp mà ta khai sáng ra vô pháp này chính là cất chứa vạn pháp diệp phúc suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng cười nói không bằng kêu là kiều đỉnh vạn pháp yêu quyết đi Sở dĩ mang cái chữ yêu Là bởi vì những vô pháp này Đều là từ dị thú thượng cổ mà tiến hóa thành Không biết hai loại kiểu đỉnh vô hoàng quyết này Cái nào lợi hại hơn đây Kiểu đỉnh vạn pháp yêu quyết của hắn Khai sáng ra có không gian phát triển rất lớn Chỉ cần hắn tìm được đầy đủ Kiểu đỉnh vô hoàng quyết của hạ gia Nhìn thấy kiểu đỉnh chân chính liền có thể tăng được Uy lực của vô pháp này Khi đó Uy lực của nó còn mạnh hơn Không biết bao nhiêu lần Không chỉ có như thế Nếu hắn tìm được vô pháp mới có thể cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào cửu đỉnh vạn pháp yêu quyết đem vu pháp nâng cao thêm uy lực kiểu đỉnh vạn pháp yêu quyết sau này nếu như đại thành vu pháp này sẽ được đặt tại thạch đại cổ viễn thấp nhất cũng phải thu 100 điều linh mạch mới không thiệt thòi cho ta được diệp phúc thầm nghĩ trong lòng hiện giờ nếu như giao thủ với ứng tông đạo lấy thành tựu vu pháp mà nói ứng tông đạo chưa chắc đã vượt qua được ta tuy nhiên hắn có u minh thập đạo lại trên cả công đức kim luân diệu bảo quyết của ta chỉ sợ cùng cảnh giới mà giao thủ với nhau Ta còn không phải là đối thủ của hắn Thực lực của Diệp Phúc hiện giờ đã tăng lên rất nhiều Rất nhiều Tầm mắt cũng trở nên càng ngày càng rộng hơn Nhưng nhớ tới thủ pháp lúc đó của ứng tông đạo Tất cả vu pháp hạ bút thành văn Giống như linh dương treo sừng Không chút vết tích nào cả Hơn nữa với u minh thập đạo cảnh giới Cao thâm của ứng tông đạo Diệp Phúc tu luyện công đức kim luân mới tới cảnh giới Nhân bảo kim luân Tầng thứ nhất chưa viên mãn còn không thể bảo vệ được vu bảo của mình. Diệp Phúc tự suy nghĩ rằng thực lực có tiến bộ nhưng vẫn như cũ, không nắm chắc được phần thắng. Hề, hey, ta đi làm đường rồi. Ứng sư huynh tu vi cao như thế nào chứ? Cảnh giới cao thâm vô cùng. Tuy rằng hắn tự phong bế tu vi, thế nhưng tầm mắt cùng kiến thức được vượt qua ta quá xa. Chỉ cần theo kinh nghiệm mà nói, hắn đã bỏ qua ta tất cả vạn dặm rồi. Nếu như đổi chỗ lại, ta tự phong bế tu vi, ứng sư huynh cũng không phải là đối thủ của ta kìa. Diệp Húc khẽ mỉm cười, trong lòng có chút tự tin, hận không thể lập tức đi tìm ứng tông đạo mà đánh một phen kiểm nghiệm thành quả của mình. Đáng tiếc cứng sư huynh đi vội vàng, ta lại quên chưa hỏi hắn ở tòa linh sơn nào đây. Nếu không có thể tìm đi tìm, cùng hắn đấu một trận vậy. Diệp Phúc tạm thời buông bỏ việc này, ý niệm tiến vào trong ngọc lâu, chỉ thấy ngọc lâu tầng thứ nhất hơn trăm mẫu bích quyết kim liên đã bị hai con kim tàm bốn cánh ăn sạch sẽ rồi hai con kim tả bốn cánh này đang phun tơ kết kén quấn quanh chính mình biến thành hai cái nhộng màu vàng thật lớn bên cạnh nhộng còn có một quả trứng lạ tàm lớn bằng đầu người cả vật thể vàng ống giống như được đúc bằng vàng vậy hùng B lúc này cũng đang không có việc gì hắn tu luyện thiên yêu đổ thánh quyết ở bên trong không gian ngọc lâu đói thì ăn linh dược khát uống nước giao trì rất là khoái hoạt hiện giờ đầu hắc hùng này đã hùng tráng hơn trước rất nhiều độ cao ước chừng sáu bảy mét cả người đen thui sáng bóng uy phong lẫm lẫm nhờ vào linh thảo cùng ngọc hoa giao trì tu vi của hắn đã tăng mạnh rõ ràng đã bước vào hỗn nguyên kỳ dưới nách của hắn là hai cái cánh nhỏ đáng thương cũng được trưởng thành không ít sau khi triển khai cũng dài hơn bốn thước lấy tốc độ trưởng thành này mà nói hai cánh này sớm muộn gì cũng có thể vỗ bay được ồ đầu hoa cùng này không ngờ còn có thể phát triển thân thể chẳng lẽ nó còn chưa trưởng thành hay sao Diệp Phúc trong lòng không khỏi nghi hoặc, ý niệm rời khỏi Ngọc Lâu, hắn tầm nghĩ. Tên nhẽ này nếu chịu khí tu luyện, ta không thể chậm chạp rồi. Nếu chẳng may hắn trưởng thành tới đại yêu đan đỉnh kỳ, ngay cả ta cũng không chấn áp được hắn ta. Đến lúc đó đầu hắc hùng này, đừng nói bắt ta làm rộng cho nó, chỉ sợ còn bắt ta trở thành cu li sai khiến kìa. Mở miệng ra là phải kêu hắn bằng hùng đại lão ra mất thôi. Diệp Phúc tính tâm lại, vận chuyển đại chu thiên nguyên hóa chân kinh, lập tức chu thiên tinh lực vô biên được tinh đấu trận đồ bao phủ xung quanh dẫn dắt tới quần cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên bên trong đan điền tinh lực từ trên trời giáng xuống vô cùng vô tận từ xa nhìn lại giống như một cột sáng bảy màu từ chư thiên tinh đấu hạ xuống thẳng thấp vào bên trong tinh chủ đại điện tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh lấy tốc độ khủng bố bão táp gần như có thể so sánh được với khi hắn ở tam nguyên cảnh bồi nguyên nhất phẩm tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật tốc độ chỉ kém hơn một chút một ngày một đêm tu vi của hắn tiến thêm hai cảnh giới nhỏ trở thành chân nguyên tam phẩm vô sĩ có thể dẫn dắt tinh lực luyện hóa càng nhiều hơn ngày hôm sau là chân nguyên tứ phẩm ngày thứ sáu chân nguyên ngũ phẩm ngày thứ 12 hai chân nguyên lục phẩm loại tốc độ tu luyện này cho dù là trong đại phái lớn như hoàng tuyển ma tông cũng cực kỳ hiếm thấy huống chi đan điền của diệp phúc có khả năng cất chứa chân nguyên ức chừng gấp 100 lần vũ sĩ bình thường mỗi lần nâng cao một cảnh giới nhỏ cần chân nguyên nhiều hơn người khác không biết bao nhiêu lần nhưng mà tốc độ vẫn nhanh chóng như vậy thật làm cho người ta phải chố mắt mà nhìn kim vân trên đỉnh đầu của hắn càng lúc càng lớn phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng rộng hơn sau hơn một tháng hắn đột phá tới chân nguyên bát phẩm chân nguyên trên đỉnh đầu hắn đã hình thành ra đóa kim vân nửa mẫu giống hệt với công đức kim luân tối đen như mực ở sau đầu hắn có vẻ trang nghiêm mà quỷ dị đợi hắn tu luyện tới chân nguyên cửu phẩm kim vân đã gần 10 mẫu rồi chân nguyên màu vàng trôi ở trong mây chờ mình quay cuồng mây chân nguyên cần bằng 10 mẫu trong hoàng tuyển ma tông còn chưa bao giờ xuất hiện qua cho dù là đệ tử thiên tài chắc tuyệt của ma tông tu luyện tới chân nguyên cửu phẩm đỉnh cao đám mây trên đỉnh đầu cũng chỉ có vài mẫu mà thôi khi ứng tông đạo ở cảnh giới này mà nói chân nguyên của hắn tiếp cận 10 mẫu nhưng vẫn chưa vượt quá 10 mẫu lúc này đại chu thiên tinh đấu chân đầu có khả năng cung cấp chu thiên tinh lực đã mơ hồ có chút không đủ không thể duy trì tốc độ hấp thu luyện hóa của hắn đợi diệp phúc tu luyện tới chân nguyên kỳ đỉnh cao đại chu thiên tinh đấu trận đồ uy năng đã giảm đi không ít trận đồ hội tụ ra tinh lực cũng không thể chống đỡ được nữa ngược lại bị chu thiên tinh đấu tinh lực của hắn ngưng tụ bên trong trận đồ hấp thu đi không ít kim vân chân đỉnh đầu của diệp phúc nửa vầng trăng đã nhô ra khỏi đầu dần dần ngưng tụ thành hình thể sắp hóa thành một vòng trăng sáng diệp phúc ngẩng đầu nhìn về phía đàn tinh rực rỡ bên trong trận đồ những ngôi sao này đã nhỏ đi không ít hắn hai tay kết xuất một đám ấn pháp lập tức thúc giục thái dương tinh phiên trong trận đại trận chuyển động quần tinh khôi phục lại một chút chủ thiền tình đấu dung nhập vào thân ta trợ giúp ta một tay hóa kim vân thành hạo nguyệt diệp húc dùng sức khá mồm hút mạnh một cái lập tức một ngôi sao bên trong trận đổ bay ra tiến vào bên trong miệng của hắn chân nguyên trong cơ thể diệp húc tăng vọt kim vân trên đỉnh đầu càng ngày càng nhỏ mà vầng trăng lưỡi liềm kia dần dần sinh trưởng dần dần biến tròn vô số ngôi sao chen chúc nhau hết thảy bị hắn nuốt vào trong bụng cuối cùng thái âm tinh lực ngưng tụ thành ánh trăng cũng bị hắn kéo tới trước người vòng minh nguyệt ngọt ngào ở trên dưới vài trăm mét chỉ thấy dập phúc khá miệng vô số thái âm tinh lực dũng mãnh chui vào trong miệng của hắn trong chớp mắt vòng trăng sáng này đã bị hắn cắn nuốt sạch sẽ hạ nguyệt trên đỉnh đầu của hắn đã hình thành được hơn phân nửa giống như tròn mà không phải tròn Diệp Húc trong mắt không còn chút tình cảm hỗn loạn nào cả, thái dương tinh lực lập tức hình thành ra một mặt trời thật lớn cũng bị kéo tới trước mắt rồi đi theo tiếp theo mặt trăng chui vào trong bụng của hắn đúng lúc này có mấy người đang bay tới quan tinh phong mấy người khi tới xa xa đã nhìn thấy dị tượng này lập tức chừng mắt ngây ngốc mà nhìn vũ văn hạo kêu lên mẹ nói chứ quá là hung tàn rồi rất là hung tàn diệp chú thúc ngay cả mặt trời cũng ăn kìa một vị cung trang thiếu nữ bên cạnh lườm hắn một cái nhỏ giọng mà nói đây là Diệp Sư Thúc tu luyện một môn tâm pháp Đừng ngạc nhiên mà quấy nhiêu hắn Thiếu nữ này làn da hơi ngăm đen Thế nhưng cực kỳ điểm tĩnh Khí độ bất phàm Vũ Văn Hạo bị nàng dân dạy một câu Vừa vàng lên im miệng lại Diệp Phúc quanh chân ngồi trên không Phía trên tinh chủ đại điện Hắn nút sạch mặt trời Do thấy dương tinh lực ngưng tụ thành kia Chân nguyên lập tức sôi trào Chỉ thấy kim vân trên đỉnh đầu của hắn Càng lúc càng nhỏ Đã thu nhỏ tới phạm vi một thước rồi mà hạo nguyệt kia thì tọa lạc trên kim vân giống như ánh trăng ngày rằm lớn thì có lớn rồi nhưng không thể đạt tới tình cảnh tròn vành vạch được hắn chỉ kém một chút là có thể chuyển hóa hết thải kim vân thành hạo nguyệt khiến cho hạo nguyệt trên đỉnh đầu đạt tới viên mãn đại chu thiên tinh đấu trận đồ của ta vẫn là quá nhỏ hiện giờ trận đồ này đã không thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của ta được nữa rồi phải đi cướp đoạt đại lượng tinh thần nguyên tử tinh thạch bỏ thêm vào trận đồ mới được Diệp Phúc thở dài, từ chân nguyên kỳ bước vào hạo nguyệt kỳ cần phải có chân nguyên rất nhiều mới có thể đánh vỡ hàng rào nhảy vào hạo nguyệt kỳ được. Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ cũng không hoàn thiện, dẫn dắt Chu Thiên tinh lực không theo kịp tốc độ tu luyện của hắn mà làm cho hắn bị kẹt ở thời điểm mấu chốt nhất. Cảnh giới tu vi hiện giờ của hắn là ở giữa chân nguyên kỳ và hạo nguyệt kỳ, tuy rằng Kim Vân chỉ còn lại phạm vi một thước nhưng cũng không có hoàn toàn bị luyện hóa đi, chuyển hóa thành hạo nguyệt. Thủy Trung vẫn không tính là Hạo Nguyệt Kỳ Vũ Sĩ Mà muốn đem một đóa kim vân nhỏ này hóa thành Hạo Nguyệt Đồng thời cũng cần phải có đầy đủ chân nguyên cung cấp Lấy thế giải non lấp biển mà tiến vào Hạo Nguyệt Kỳ Mới có thể chân chính bước một bước cuối cùng để trở thành Vũ Sĩ Hạo Nguyệt Kỳ Hiện giờ Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ Phải tích lũy mấy tháng Chu Thiên tinh lực mới có thể cho hắn nhảy được một bước này Từ Hạo Nguyệt đột phá đến Hỗn Nguyên Cần Chu Thiên tinh lực càng khủng bố hơn nữa mà hỗn nguyên đột phá tới đan đỉnh đan đỉnh ngưng tụ ra ảo đan ảo đan ngưng kết ra nguyên đan mỗi một tầng đột phá cần tinh lực không biết bao nhiêu lần cho đủ lấy đại chu thiên tinh đấu trận đồ của ta hiện giờ là xa xa không đủ dùng rồi hắn mở to mắt ánh mắt quét qua chỉ thấy vũ văn hạo và ngọc xanh quận chúa còn có một nữ đệ tử ma tông đang đứng trên quan tinh phong trong lòng của hắn không khỏi ngẩn ra một chút lúc này mới dựng thẳng thân hình từ đại điện mà hạ xuống dưới vũ văn hạo bước tới trước cười nói À, Diệp sư thúc à Người này là sư tỷ Tôn Tú Anh ở Thanh Tú Phong Vị này là sư thúc nhận ra được Là sư muội của Tôn sư tỷ Triệu Ngọc Xanh quận chúa Diệp Phúc cật đầu với hai người Ngọc Xanh quận chúa khẽ cười một tiếng Hé miệng mà cười nói Diệp Huynh mấy nửa năm không gặp Mà đã trở thành sư thúc của Ngọc Xanh rồi Nắm trong tay một tòa linh sơn Hơn nữa Tu Vi lại có tinh tiến Thật sự đáng mừng mà Diệp Phúc cười nói Ở thì tạo hóa chiêu người Ta tuy rằng đã là phong chủ quan tinh phong Nhưng không có sư phụ chỉ điểm Mỗi bước đi về phía trước lại phải nấm lấp lo sợ Như đi trên miếng băng mỏng vậy Còn không bằng các ngươi tự tại như vậy Thiếu nữ có làn da ngăm đen nhẹ giọng nói Diệp sư thúc hiện giờ tu luyện tới bình cảnh rồi sao Vài người chúng ta cũng tu luyện tới bình cảnh rồi Tất cả đang tính toán đi tới hải ngoại tuyên các Bởi vậy mới tìm ngươi đồng hành ừ, Có thể chú ứng lẫn nhau Sao? Hải ngoại tiên các ư? là địa phương nào vậy diệp húc không khỏi tò mò hỏi tôn tú anh cười nói hải ngoại tiên cát ở hải vực quỳnh hải nơi biên thủy đại đường là khu vực của liên minh đại thương hội trên biển nơi này tụ tập rất nhiều bảo vật trên thế giới rất là phồn hoa cho dù thánh tông trưởng lão của chúng ta cũng thường xuyên tới đó mua sắm tài liệu kìa nàng tiếp tục giải thích nói ta tu luyện thế ảo đan cựu phẩm đỉnh cao sư tôi nói đan đỉnh của ta không đủ củng cố cưỡng ép cô động nguyên đan sẽ có kết cục phá đỉnh thân vong bởi vậy mới có ý niệm đi hải ngoại tiên khác này vũ văn hạo thở dài nói ta cũng bởi vì luyện chế một kiện vu báo cũng không đủ tài liệu nên, nên mới tính toán đi tiên khác thử vận may hắn mặt mày co có hiển nhiên cũng không cho rằng hải ngoại tiên khác có tài liệu mình cần ngọc xanh quận chúa cười nói còn ta sắp bước vào đan đình kỳ đã tích lũy đủ chân nguyên rồi đáng tiếc không có lô đỉnh thuận tay cũng muốn đi tên khác tìm một ít tài liệu luyện chế lô đỉnh ba người nhìn về phía diệp phúc tôn tú anh cười nói diệp sư thúc liệu có muốn đi cùng không diệp phúc cân nhắc một lát cười nói ta cũng muốn tìm một ít nguyên tử tinh thạch để chế luyện trận đồ tuy nhiên ta nghèo lắm các ngươi chờ một lát đợi tìm một ít của cái bán lấy tiền không đã ba người ngồi xuống ở quan tinh phong chỉ thấy diệp phúc đi thẳng vào trong một tòa vô hồn giới tám tầng Tôn Tu Anh khẽ cười nói, Diệp sư thúc tính toán cướp đạt một ít tài liệu bên trong vô hồn giới của Thái thượng trưởng lão, chỉ sợ sẽ thất vọng rồi. Thái thượng trưởng lão tính tông ta chứng mắt với những tài liệu bình thường, căn bản không cất chứa, bảo vật có thể được bọn họ cất chứa đều rất có giá trị, gửi ở mấy tầng đỉnh cao của vô hồn giới cả. Tất cả đều có cấm chế bảo hộ, không tu luyện ra nguyên thần, đừng nghĩ tiến vào mấy tầng sau này. Các thế hệ phong chủ quan tinh phong đều là lão quái vật cấp độ Thái thượng trưởng lão người thừa kế bọn họ tự nhiên cũng là lão quái vật cho nên trước khi chết đều phong ấn mấy bảo vật của mình ở tầng trên của vô hồn giới đặt cấm chế đối với người thừa kế mà nói cũng không có khó khăn gì lắm dưới cơ duyên xảo hợp diệp phúc trở thành tân phong chủ của quan tinh phong tu vi còn chưa đạt tới độ cao của thái thượng trưởng lão cho dù là độ cao trưởng lão của ma tông khoảng cách với hắn cũng xa vạn dặm rồi những bảo vật trong vô hồn giới này hắn chỉ có thể mong muốn mà không thể lấy được qua một lúc lâu, Diệp Phúc con mày đi ra khỏi tòa vô hồn dưới kia, nhỏ giọng mà nói thầm. Thái thượng trưởng lão thật là quá nghèo đi, hai tầng đầu tiên chỉ có trên dưới 100 điều linh mạch một bậc. Còn đều bị phong ấn nữa chứ, đáng tiếc tầng thứ 3 bị lôi sát chắn ngang, ta không đi vào được. Ba người lướt nhau không khỏi biến đổi sắc mặt, đích xác như sở liệu của Tôn Tu Anh. Diệp Phúc không thể kiếm được bao nhiêu tài liệu, nhưng giá trị của linh mạch còn ở xa xa phía trên tài liệu bình thường. Hơn trăm điều linh mạch bậc một thật làm cho người ta phải ngước nhìn. Mẹ nó chứ Đãi ngộ của phong chủ Quả nhiên là không bình thường mà Vũ Văn Hạo ổ dũ Thầm nói Lão tử lúc nào mới có thể trở thành phong chủ, Nắm trong tay một tòa linh sơn đây Tôn Tú Anh cũng lộ ra thần sắc cơ mộ Nhỏ giọng mà nói Cho dù chúng ta có trở thành phong chủ một phong Cũng không có loại đại ngộ này đâu Dù sao đây cũng là linh sơn ẩn cư của thái thượng trưởng lão mà Bên trong thập vạn đại sơn Cũng không quá 10 tòa Diệp Phúc đi vào vô hồn giới tiếp theo. Những vô hồn giới này bố trí bên trong cũng không giống như vô hồn giới ở Mã Đạp Hồ. Vô hồn giới ở Mã Đạp Hồ là của vô sĩ chính đạo lưu lại mà nơi này là di vật của Thái Thượng Trưởng Lão Ma Tông sau khi mất đi lưu lại. Những Thái Thượng Trưởng Lão này khi còn sống đều không có đệ tử bởi vậy không cần phải bố trí cái gì gọi là hắc thổ lĩnh hay đồng lô cốc. Những thái thượng trưởng lão này chỉ tìm kiếm cái gì họ để mắt tới thôi. Hai tầng đầu tiên hoàn toàn trống trơn, chỉ có rất nhiều linh mạch bậc 1 bị phong ấn ở trong đấy những linh mạch bậc một này tuy rằng rất quý trong mắt đệ tử ma tông bình thường thế nhưng đối với những nhân vật như thái thượng trưởng lão mà nói có thể có mà cũng có thể không cũng không phải quý giá gì cất chứa linh mạch chỉ là bọn họ tiện tay làm mà thôi chỉ lợi cho diệp húc diệp húc cướp đoạt bảy tòa vô hồn giới phía trước một lần trong đó có hai tòa vô hồn giới giống tách hai tầng dưới không có cái gì cả nhưng là khiến cho hắn tìm được hơn ngàn điều linh mạch bậc một đợi khi đi vào một tòa vu hồn giới cuối cùng đây chính là vu hồn giới của thái thượng trưởng lão vệ đạt còn chưa có người nào tiến vào trong đấy diệp phúc trực tiếp bay lên trên không trung tầng thứ nhất chỉ thấy trong quần sơn ở tầng thứ nhất vu hồn giới có một điều ngân dao màu trắng như tuyết đang chạy xung quanh đám núi này ngân dao này chính là do linh khí tạo thành dài tới mấy ngàn mét uy thế kinh người nó nhẹ nhàng chuyển động liền xuyên thủng một tòa núi lớn từ trong những sân động đó mà qua lại không ngớt loạn thạch bay loạn đây là linh mạch bậc hai sao sao lại có uy năng mạnh như vậy chứ diệp phúc tâm niệm hơi động lập tức một đại đỉnh từ bên trong hạo nguyệt trên đầu hắn bay ra thẳng tới phía trên của linh mạch trên vách của đại đỉnh có hơn trăm đầu dị thú thượng cổ hiện lên hóa thành phù văn lưu chuyển ở thành đỉnh ong ong mấy tiếng chấn áp xuống dưới linh mạch kia thân hình vặn vẹo đẩy đại đỉnh này bắn lên trên trên thành đỉnh thậm chí còn xuất hiện mấy đạo viết sách kiều đỉnh vạn pháp yếu quyết không ngờ là không thể chấn áp được trong hạo nguyệt trên đỉnh đầu diệp phúc từng khẩu đại đỉnh bay ra tản mắt ra khí thế càng ngày càng mạnh kiều đỉnh rút cuộc cũng xuất hiện áp chế linh mạch này xuống nó đã không có vẻ hung hăng ngang ngược như lúc trước nữa linh mạch tuy rằng không thể chạy trốn nhưng vẫn run rẩy không ngừng chấn cho chín đỉnh rung lên liên tiếp cái đuôi của nó đảo qua liền đem một tòa núi cao trên dưới trăm mét vỡ nát bụi mù tràn ngập diệp phúc khẽ nhíu mày tới khởi ngọc lâu quát lên bá thiên huynh trợ giúp ta một tay Hùng Bi từ trong ngọc lâu bay ra, múa may thiết thuyết chính kỳ, một tấm màn thiết thuyết triển khai, cùng hợp lực với kiều đỉnh vạn pháp yêu quyết, chấn áp đều linh mạch này, khiến cho nó không thể động đậy. Diệp Phúc thật cẩn thận thu linh mạch này vào bên trong ngọc lâu của mình, nhẹ nhàng thở ra nói: "Uy lực của linh mạch này tương đương với một vũ sĩ đan đỉnh kỳ, nếu là linh mạch linh mạch bậc 3 hoặc 4, có lẽ sẽ không thu được rồi." Hắn nhìn vô hồn giới tầng thứ hai, tế khởi định phong bảo thụ, trực tiếp nhảy vào không gian thứ hai, hắn vừa mới tiến vào trong đó lập tức một cỗ yêu khí vô cùng nặng nề đè xuống ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ở giữa không trung mấy ngàn đầu yêu đầu đang đánh chém sống chết với nhau khắp nơi đều là vu pháp oanh tếu oanh lui những đại yêu này rõ ràng có tu vi hạo nguyệt kỳ trở nên khí thế long trời lở đất còn có hơn 10 đầu tu luyện tới tam đan đỉnh cô động ra nguyên đan đại yêu ở giữa chỉ huy chiến đấu chúng nó nghiêm nhiên phân chia không gian vô hồn giới tầng thứ hai thành hơn 10 yêu quốc lớn nhỏ hiện giờ Vệ lão nhân đã chết rồi Giết sạch cái đám ngốc điều này Chúng ta sẽ là người đứng đầu một giới này thôi Một đầu khổng tức Nguyên Đan Kỳ kêu lên Cái đuôi mở ra chuẩn bị động thủ Lập tức có rất nhiều thần quang nhiều màu Tề trên dưới mà giáng xuống Một đầu đại yêu Nguyên Đan Kỳ khác Là oa oa quái Phun ra một đoàn ma diễm Ngăn trở lại tiên ma thần quang Cười quái dị mà nói Giết sạch tộc ngốc điều khổng tức đi Chiếm lấy không chung Trước sau đó từ từ mưu đồ Ồ oh, hình như mới có mùi gì thì phái một đầu yêu ma thân dài người người mấy cái mở cái miệng đầy răng cưa của mình nhìn về phía diệp phúc mấy ngàn đại yêu lập tức đình chỉ chém giết nhất tề mà nhìn về phía diệp phúc bình tĩnh đến đáng sợ chẳng lẽ là chủ nhân mới sao một hồ ly lông trắng liếm cái miệng mình ngọt ngào cười nói giết giết xử lý chủ nhân mới giết cả nhà của hắn đi chiếm lấy nhà của lão vệ mấy ngàn đại yêu quái kêu to giống giận nhất tề phóng tới diệp phúc vạn pháp tề phi trong khi giờ đi còn mang theo 10 miếng yêu đan chó loại một mảnh diệp phúc vội vàng rời khỏi tầng thứ hai của ngọc lâu quay đầu nhìn lại chỉ thấy đại yêu này như bị nhốt ở tầng thứ hai không thể tiến vào tầng thứ nhất được lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm sợ hãi mà nói rằng ẩn sư đã mất của ta nuôi dưỡng một đám quái vật như vậy sao lấy thực lực hiện giờ của ta còn chưa đủ để chấn áp bảy yêu này À, đợi khi tu luyện tới đan đỉnh kỳ nên có thể luyện hóa hết thảy đám người kia Tu vào trong đỉnh luyện hóa gia tăng nguyên lực của kiểu đỉnh vạn pháp yêu quyết của ta rồi tôn tú anh tới khởi một chiếc lô thuyền mời đám người diệp húc đi lên thuyền hướng về phương nam mà bay đi diệp húc đánh giá khắp mọi nơi không khỏi chật chật lấy làm kỳ lạ lô thuyền này bố trí cực kỳ xa hoa bên ngoài còn có hai đầu thương ưng tu luyện tới hỗn nguyên kỳ kéo thuyền hẳn là một kiện vu bảo cấp trấn giáo không nghĩ tới Thiếu nữ điểm tính này lại có được trọng bảo như vậy Nàng hẳn được sư phụ rất coi trọng Vũ Văn Hạo nhỏ giọng với Diệp Phúc cười nói à, Tôn sư tỷ đi theo bích giao sư thúc của Thanh Tú Phong Mà sư thúc đi theo Thái thượng trưởng Lão Yến Tư Nhiên Sư thúc Tổ Cũng là một trong những phe phái lớn nhất thanh tông chúng ta đấy Nội tình thì thâm hậu Không phải phe phái bình thường là có khả năng bằng được đâu Diệp Phúc giật mình nói Sao? thánh tông chúng ta cũng có phe phái nữa sao? Ngọc Xanh quận chúa cười nói: Thánh Tông mười đại thái thượng trưởng lão, ngoại trừ thái thượng trưởng lão Vệ Đạt chưa từng thu đệ tử ra, những người khác đều có phe phái cả. Ngoại trừ những phe phái đó cũng có môn hạ đệ tử của tông chủ tự thành một phe phái, uy thế là lớn nhất. Diệp huynh, đây đều là kiến thức phổ thông ở Thánh Tông, người thoáng hỏi thăm một chút là sẽ biết ngay thôi. Quan Tinh Phong của ta chỉ có một mình ta thôi, sư phụ mất sớm, ta tìm ai mà hỏi đây? Diệp Phúc lắc đầu cười nói. Phe phái của tông chủ kia có những người nào vậy? Phe phái của tông chủ chính là những đệ tử được tông chủ thu nhận bao năm qua. Những vũ sĩ này đều rất là nổi tiếng. Vũ Văn Hạo không khỏi lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ mà nói. Mười năm trước, lần ta vào Thánh Tông xuất hiện một vị độc nhân. Tên là Yến Công Thượng thì phải. Đạt được thiên đạo kế thừa là một tòa tám tầng cao hư hoan hỷ huyền hoàng ngọc lâu. Có một nửa đệ tử tinh anh các phái chết trong tay của hắn ta. Yến công thượng nổi bật nhất là trông như vô hại Được gọi là Yến công tử Hiện giờ tu vi của hắn Chỉ sợ đã sớm bỏ xa xa chúng ta rồi Tôn Tố Anh dịu dàng cười nói Yến sư huynh hiện giờ tu vi đã đặt tới tam thai cánh Mang thai kỳ Hiện giờ đang cô động ảo thai thì phải Đường kim tông chủ thánh tông ta 200 năm trước Trở thành tông chủ Môn hạ có 19 đệ tử Yến sư huynh xếp hạng cuối cùng Tuy nhiên nhất hệ tông chủ hiện giờ Chỉ còn lại có 16 người Lục sư huynh tranh đấu với cao thủ khoa phụ tộc, bất hạnh chết đi. Hàn sư huynh tính toán lẻn vào trung châu hạ gia đánh cắp cửu đỉnh, kết quả bị trưởng lão của hạ gia phát hiện ra. Còn một vị tiêu sư huynh, trong khi đồng thủ với đệ tử thái dương thần cung thất bại một thân phong. Nàng mỉm cười nhìn giới phúc rồi nói: Kỳ thực năm nay thánh tông mở rộng sơn môn, rất nhiều trưởng lão thánh tông đều nghĩ mộ dung thủy sẽ trở hết tài năng mà trở thành truyền nhân thứ 20 của tông chủ. Thế nhưng không nghĩ tới hắn lại té ngã trong tay của diệp sư thúc. Cho nên đã không có tư cách trở thành đệ tử của tông chủ nữa rồi Vũ Văn Hạo kể nói Lấy sự nổi bật của Diệp Sư Thúc mà nói Nên trở thành môn hạ tông chủ Không biết là có chuyện gì mà Diệp Sư Thúc lại trở thành đệ tử của vệ đạt trưởng lão nữa đây Tông chủ môn hạ Nổi bật nhất chính là Đại Sư Huynh Vinh Lâm Rồi thì Tứ Sư Huynh Đạng Nguyên Giác Còn có Thất Sư Huynh Hầu Nhân Vực Bọn họ tuy rằng nhập môn hơn kém nhau 70 năm Nhưng Tu Vi đều không kém nhau là mấy Tất cả đều luyện thành nguyên thần thành tựu vô thượng thần thông, nhất là hầu sư huynh kia kìa, hắn là thể chất đặc thù, ngọc lâu 9 tầng, tu luyện làm ít được nhiều, hiện tại đại sư huynh cùng tứ sư huynh có thể áp chế được hắn, chỉ sợ tiếp qua một thời gian nữa thôi sẽ không phải là đối thủ của hắn nữa rồi. Tôn Tú Anh gật đầu nói, đúng vậy, những sư huynh khác tuy rằng cũng là người kinh thái tuyệt diễm, nhưng so sánh với ba người kia thì kém hơn không ít đâu. Cho dù là mạch của thái thượng trưởng lão, cũng rất ít người có thể sánh vai với bọn họ ba người bọn họ là ứng cử viên có hy vọng trở thành tông chủ nhất đấy trong lúc bất chi bất giác lâu thuyền đã bay ra khỏi thập vạt đại sơn tiến nhập vào lãnh thổ quốc gia đại đường hoàng tuyền ma tông tọa lạc ở giữa đại đường và đại tần có một môn phái ma đạo khổng lồ như vậy ở giữa hai triều đình kiên kỵ không ngừng nếu không đã sớm trinh phạt không ngừng thâm nhập vào thập vạn đại sơn đột nhiên lại có một con thuyền lâu từ trong thập vạn đại sơn bay ra hướng phương nam mà đi Ồ trên thuyền chính là tôn sư tỷ sao Ta muốn thấy tôn sư tỷ Một thanh âm quyến rũ Từ trên lâu thuyền kia chuyển tới Giờ phúc theo tiếng nhìn lại chỉ thấy Thân lâu thuyền một màu đỏ tươi Các loại màu sắc vẽ loạn lên Ở trên thành thuyền Mặt trên điêu khắc rất nhiều phủ điêu Nam nữ xích lõa quấn vào nhau cùng một chỗ Làm ra đủ loại tư thế đa dạng vô cùng Khiêu khích lòng người Tôn Tú Anh khuôn mặt xinh đẹp cãi biến Hư lạnh một tiếng Mọi người đi ra khỏi khoang thuyền Vũ Văn Hạo nhìn về phía tòa lâu thuyền kia, sắc mặt của quái mà cười nói. Hình như là cung Ngọc Nương, cung sư tỷ của Tiểu Yến Sơn thì phải. Nàng ở phe phái môn hạ Thái thượng trưởng lão Khúc Đình San. Cung sư tỷ thưởng thức quả nhiên khác với thường nhân mà, không ngờ để nguyên một thanh lâu kỹ viện ở trên thuyền. Trên lâu thuyền kia có năm vũ sĩ đang đứng, ba nam hai nữ, đều có khí thế kinh người, còn có hơn 10 thanh niên trai tráng vây quanh một thiếu phụ, trong mắt lộ ra thần sắc si mê. Diệp Phúc chú ý tới thiếu phụ cầm đầu, cách căn mặt của nàng diêm rú lẳng lơ xinh đẹp trên người của nàng mặc một chiếc áo làm bằng những sợi tơ lụa đan vào nhau chỉ che lấy một nửa bộ ngực sữa mà lộ ra ít nhất phân nửa vô cùng bắt mắt áo ngực cùng với bộ ngực quả thực rất trói trang nàng mặc một chiếc váy ngắn thực sự là quá ngắn còn giống như không mặc vậy váy ngắn còn xẻ dọc tới thắt lưng lộ ra cái đùi ngọc cặp mông xinh đẹp như ẩn như hiện cho dù là ngọc xanh quận chúa kiến thức rộng rãi sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên cúi đầu không dám nhìn lại Vũ Văn Hạo lại nhìn chăm chú vô cùng, ánh mắt như nghiện, nhỏ giọng mà nói. Này, này, Diệp Sư Thúc, Cung Ngọc Nương từng là đệ tử Hoan Hỷ Tông. Mười năm trước trở thành người trong Thánh Tông ta, hiện giờ Tu Vi cũng là ảo đan cứu phẩm. Hề, hey, nàng bộ dạng tuy đẹp, nhưng lỏng lang dạ sói. Từng có vài vị sư huynh bị nàng lừa ra khỏi phạm vi thế lực của Thánh Tông, rồi thì thi triển tố nữ đại hoan hỷ, tâm kinh. Những sư huynh này hết thấy, thoát dương mà chết, một thân Tu Vi bị nàng thái bổ sạch sẽ kìa đáng vụ mà Tôn Tú Anh hừ nhẹ một tiếng Sắc mặt rất không tốt Mấy người lúc trước bị Cung Ngọc Nương thái bổ Trong đó có sư huynh mà nàng ngưỡng mộ trong lòng Tôn Tú Anh đã sớm nhìn Cung Ngọc Nương rất khó chịu Hai nữ nhân này âm thầm tranh đấu không biết bao nhiêu trận Thủy chung không ai nề hà được ai Mấy người đứng bên cạnh Ngọc Cung Nương Cũng là mấy người quen của Diệp Phúc Một là Mai Đạp Sơn Còn có một người là Thang Thành của Linh Hóa Phong Hai người bọn họ một nam một nữ Như thể phu phụ sóng vai đứng chung một chỗ, tay nắm tay cực kỳ thân thiết. Ồ, oh, Diệp sư đệ đã ở đây sao? Thật sự hay quá mà. Thăng Thành nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Húc, Điểm nhiên mà nói. À, ah, phải gọi là Diệp Thư Thúc mới phải. Xem ra Diệp Sư Thúc cũng muốn đi hải ngoại tiên các, chỉ sợ Sư Thúc không tới được nơi đó đâu. Sẽ tăng bệnh nơi biển rộng mất thôi. Mai Đạp Sơn cười ha ha, ngạo nghễ mà nói. Họ Diệp kia, Người phá không biết bao nhiêu trận đồ của ta Hiện giờ ngươi phải chết không có chỗ chôn rồi Thang Thành mặt rất đặc sắc Dường như hắn nhìn thấy Diệp Húc Quỳ xuống trước mặt hắn vậy Tùy ý để cho hắn tra tấn Hắn liền cảm thấy buồn phiền trong lòng Bông hóa thành hư không Hắn nhai răng cười độc ác với Vũ Văn Hạo Hắn nói Hừ, Vũ Văn Tiểu Nhi Ta không thể giết ngươi thì đem ngươi cho cung sư tỷ xử lý Cung sư tỷ sẽ làm ngươi dục tiên dục tử Cung Ngọc Nương cười khen khách không ngừng hai gò thịt trước ngực rung lên áo ngực bằng tơ tằm của nàng dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng rơi xuống lộ ra cảnh xuân bên trong nàng cười nói vũ văn sư đế tỷ tỷ cam đoan người chết rất khoái trá thích tới chết kìa ánh mắt của nàng chuyển sang ngọc xanh quận chúa cười khen khách mà nói ồ oh, Vì vị này chính là ngọc xanh quận chúa môi tử phải không tố nữ tâm kinh của tỷ tỷ đã luyện tới hoàn cảnh bất kể nam nữ rồi đợi chút nữa ta cũng khiến cho muội muội dục tiên dục tử Ngọc Xanh quận chúa sắc mặt khẽ biến, nàng tuy rằng kinh nghiệm xa trường, nhưng còn chưa bao giờ được chứng kiến yêu nhân lẳng lơ như vậy, không cố kỵ bất cứ cái gì, nam nữ cũng đều ăn. Ồ, oh, còn có Diệp sư thúc nữa kìa, thoạt nhìn khá là ngon miệng đấy, làm cho người ta không kìm nổi cái miệng chẹp chẹp dưới đây này. Cung Ngọc Nương liếm liếm môi, cười quyến rũ mà nói. Nàng cười lên khen khách không ngừng, thân thể mềm mại run lên bần bật, bộ ngực sữa cũng run lên theo, Công Ngọc Nương ngẩng đầu nhìn Tôn Tú Anh thản nhiên cười. Tôn tỷ tỷ, chúng ta tranh đấu nhiều trận như vậy, không nghĩ tới hôm nay phải tiễn ngươi đi xa. Hay, thật sự là đáng tiếc mà. Tiểu đáng phú, ai chết còn chưa biết được đâu. Tôn Tú Anh hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng mà nói. Các người tự mình chạy trốn đi, ta ngăn trở đáng phụ này cùng phu phụ Trương An Hiên. Khuôn mặt của nàng khá ưu sầu, hiển nhiên cũng không nắm chắc phần thắng trước cung Ngọc Nương và đôi phu phụ kia bên phía ta chỉ có vũ văn hạo có tu vi đan đỉnh kỳ diệp sư thúc và ngọc xanh quận chúa sư muội mới bái sư không tới nửa năm còn không phải là đối thủ của đám người ngọc cung nương này trên lâu thuyền của cung ngọc nương chỉ có mai đạp sơn là đệ tử mới vào mà ba người khác đều là đệ tử lâu đời rồi thực lực cao thâm hơn nữa đôi phu phụ kia đồng thời cũng là cao thủ ảo đan kỳ trương an hiên nắm tay thế tử của mình cười ôn hòa mà nói Tôn sư tỷ yên tâm, phu phụ ta chỉ tình cờ gặp mặt cung sư tỷ, ân hoán của các ngươi, phu phụ chúng ta không tham dự. Nói xong, hai người phóng lên bay đi xa xa. Hừm, sớm muộn gì ta cũng đem vợ chồng các ngươi thái bỏ hết cả, hơn nữa, ngay trước mắt các ngươi kìa. Cung Ngọc Nương liếm liếm môi, trừng mắt nhìn bóng dáng của hai người kia một cái, lập tức tóc bay lên, khí thế kinh người, thao túng lâu thuyền đánh tới đám người giáp húc. Tôn Tú Anh huy tay áo một cái, hất tám người giáp phúc khét thải rời khỏi lâu thuyền mãnh liệt quát lên một tiếng không ngờ cũng không chế lâu thuyền đón nhận rầm rầm hai thuyền lớn đụng nhau một chỗ lập tức đại yêu kéo thuyền bị biến thành thịt vụn cung ngọc nương nuôi dưỡng những thanh niên trai trắng này không có nửa phần tu vi bị chân nguyên minh mông ép thành thịt vụn ngay tại chỗ hóa thành một đoàn xương máu chỉ nghe thấy thanh âm khách khách xèo xèo truyền tới hai lô thuyền lần lượt va chạm vào nhau chỉ thấy hai nữ nhân mạnh mẽ này đều đứng trên đỉnh cột buồm trên đỉnh đầu của các nàng dâng lên một quả ảo đan hai tay ấn pháp ùn ùn thúc giục đủ loại vu pháp oanh sát tới đối phương trong nháy mắt đã trao đổi hơn trăm chiêu cùng lúc đấy mai đạp sơn và thăng thành từ trong lô thuyền bay ra hướng đám người diệp phúc đuổi theo thăng thành cười ha hả điểm nhiên mà nói ha ha diệp sư thúc à chớ có đi vội ta muốn ngươi phải quỳ xuống trước mặt ta sau đó rút từng cái gân cốt trong người của ngươi ra kìa Mai Đạp Sơn cười không dứt, thanh âm mang theo sảng khoái vô cùng, hắn cười to nói: "Họ Diệp kia, nửa năm qua ta vẫn cần tu khổ luyện, lần nữa tế luyện trận đồ, rút cuộc bước nhập vào Hỗn Nguyên Kỳ rồi." Hắn bỏ đi quần áo. Hắn bỏ đi quần áo, khắp người đều là ánh mắt, tất cả đều mở ra, lập tức khí thế bành trướng. Tu vi của hắn bành trướng tới đan đỉnh cửu phẩm rồi mới dừng lại hắn lập tức tế khởi một khẩu đại đỉnh nhai răng cười độc ác nói họ diệp kia hôm nay chính là tử kỳ của ngươi tu vi của hai người bọn họ cao tốc độ nhanh ba người diệp húc căn bản là không thể chạy trốn này vũ văn sư điệt người có thể ngăn cản thăng thành được bao lâu đây diệp húc dừng chân lại nhìn hai người đánh tới lên tiếng hỏi vũ văn hạo trong mắt lấp lóe hung quang mười mười giây sau mười giây Ta khẳng định bị tên khốn kiếp tăng thành này giết chết mất thôi Được 10 giây vậy là đủ rồi Trong vòng 3 giây ta sẽ xử lý Mai Đạp Sơn Rồi liền đi cứu giúp ngươi Diệp Phúc thản nhiên cười Nhìn Mai Đạp Sơn đang vọt tới chính mình Công đức Kim Luân hiện lên sau đầu Ma khí dày đặc Hắn trở nên trang nghiêm vẻ mặt thương xót Mỉm cười thở dài Hề hey, Mai Huynh Ta lại đang cần công đức Ngươi cố tình đưa lên cửa Đây đúng là thiên ý mà Thiên ý Thiên ý mà Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến Tập 44 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại